Chào anh em, thì hôm nay mình làm clip về phái Thiên Vương Trì. Thì video này thì mình muốn làm rất lâu rồi. Tại vì một phần mình không đủ kinh nghiệm và mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tại sao mà mình muốn làm video này? Tại vì một phần là mình trả ơn cho những người đã chỉ mình về cách chơi Thiên Vương An Trì. Thật sự thì mình không chơi nhiều phái Thiên Vương Ban Trì đâu anh em. Tại vì mình thấy Thiên Vương Ban Trì nó lợi thế một số trường hợp, nên mình bắt đầu mình tìm tòi và mình tập chơi và được giúp đỡ của các anh đi trước. Thì hôm nay mình làm video này. Thì video này thì mình sẽ tổng hợp những bài luyện tập BK Thiên Vương Ban Trì, và mình xin lấy hai video của hai người anh của mình là anh Lê Mẫn và anh Dương Thiên. Và lời khuyên của mình cho anh em thì ở luyện tập thì mình khuyên anh em nên giao tranh đối phương để anh em luyện chiêu đoạn thích giữa các góc và anh em đúc kết kinh nghiệm. Và ở trong thực chiến, ở các server lậu hiện tại anh em đang chơi á, như là hoạt động như là liên đấu hoặc là võ lâm minh chủ á, thì lời khuyên của mình thì anh em không nhất thiết kết thúc đối phương để làm gì đâu anh em. Đôi khi mình câu ram đối phương chứ, ví dụ ở đây đi ha, ví dụ là Thiên Vương Trì với Thiên Vương Trì đi, thì đôi lúc thì mình gặp cao thủ đi, thì không nhất thiết là mình háo thắng, mình giao tranh đối phương đâu anh em. Mình có thể mình câu đam. Thiệt, mình đã chứng kiến một người BK dở luôn á, BK không hay thì gặp cao thủ luôn, người ta câu đam, chứ không nhất thiết là giao tranh để mình thua đâu anh em. Tại mình biết trình độ mình như thế nào mà. Nhá anh em, và các phái khác thì anh em phải luyện tập để đưa ra kinh nghiệm. Tại mỗi người có kinh nghiệm khác nhau để và tình huống trang bị nữa sẽ lựa chọn khác nhau. Thì kinh nghiệm thì anh em phải tự đúc kết rồi. Thì đã luyện tập BK Thiên Vương Trì anh em, thì trước tiên thì anh em phải chỉnh tốc độ của phím. Thì đây mình sẽ chia hình ảnh cho anh em về cách đánh đi ha. Thì hiện tại có hai cách đánh, một là BK bằng tay là không sử dụng phần mềm nào cả, là không sử dụng auto anh em. Thì cách đánh này có lợi thế gì không, có điểm lợi gì không, thì có thể là mình kiểm soát hơn, kiểm soát được. Tại vì game võ lâm lậu này, game võ lâm này nè, thì đôi lúc nó bị lắc tọa độ, là lắc vị trí á. Thì đánh BK bằng tay á thì nó ít bị lắc tọa độ hơn. Còn BK bằng auto á thì lợi thế thì nó bắt nhích một nhanh hơn, và đôi khi nó bị lắc auto, lắc vị trí á. Thì hiện tại có rất nhiều auto riêng để BK, thì anh em có thể giảm phạm vi đánh và phạm vi tiếp cận. Thì điều này cũng đôi khi nó cũng lắc nhiều á, thì anh em kiểm soát được, thì anh em lợi thế phù hợp với anh em á, thì anh em có thể lựa chọn luyện tập nha anh em. Vậy là cách để đánh là xong nha. Về luyện tập đi ha. Luyện tập thì anh em có thể tạo hai ạc, một ạc anh em cho nó vào góc lắc. Thì góc lắc thì anh em cũng biết là tọa độ chẵn thì Vương Ban Trì đánh chiêu 9x á, thì không đánh đối phương á thì không vào đam, không vào máu. Thì mình có thể mình luyện tập về cách này. Thì trên video thì mình sẽ làm cho anh em luôn. Vậy là xong nha. Và đây là video của anh Dương Thiên. Đây là những cách đánh, các luyện tập cơ bản cho anh em nào mới luyện tập.
Nhanh em. Cứ đánh mặc định gì thì nào đối thủ băng sát mà cái người nó bị ngửa ra đằng sau á, lúc đó mình đạn mình thích mình đập vô là được, là nó không có chánh trả lại là được. Nào, bị ngửa người rồi đó thấy không, đập nó băng sát nó ngửa người rồi. Đó đó, ngửa người ít hai luôn. Chưa ngửa người thì đừng có lướt vô. Và đây là cách luyện tập các góc. Ở đây mình đối với mình là nâng cao đi ha, để anh em luyện tập đảo góc, để anh em giao tranh đối phương. Thì mình cũng dựa những video này để mình luyện tập, để mình nâng cao trình độ của mình. Và mình mong anh em hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn anh em. Chào anh em ạ.
cứ đánh mặc định gì thì nào đối thủ băng sát mà cái người nó bị ngửa ra đằng sau á, lúc đó mình đạn thích mình đập vô là được, là nó không có tránh trả lại là được. Bị ngửa người rồi đó thấy không, đập nó băng sát ngửa người đó, đó mỗi người ít hai luôn. Chưa ngủ người thì đừng có lướt vô. Người cái là mình đã không thích, mình thích hai luôn. Di chuyển mình lấy chuột gần dưới chân đối thủ quá dễ móc mấy góc chéo rồi thường để xa chỉnh tốc độ chuột mát luôn để mình kéo lại đánh chuột ra chuột cho nó lẹ. Chứ mà nó không ngửa người mình bay vô x2 khó lắm, tất cả là nó ngửa người là mình đang thích vô x2 dễ, cứ canh vừa ngửa người là mình đang thích vô vừa ngửa người là đang thích vô đó. Chứ bình thường mà nó không có ngửa người á, mà ông đập, ông băng sát, nó cũng băng sát, mà ông va vô ông đạn ông thích là ông bị nó thay cha trước. Thấy đối thủ ngã ngửa người đụng vô
dễ. Alo. Lúc đó nó không có trả đòn mình được.